Nhan sắc thủy bi, bà mẹ U40 hết trừ trừng mạng xã hội hay bị nhìn nhầm thành hoa hậu, năng lượng luôn tràn trề. Không có một khó khăn nào có thể khiến cho Thủy Bi gục ngã. Hôn nhân gãy gánh đành gác lại sự nghiệp ca hát. Khán giả bất ngờ ngã ngửa khi biết người mẹ hot nhất mạng xã hội này chính là Trần Hạ Thủy, hay còn gọi là Thủy Bi. Cô sở hữu trang cá nhân với lượng lớn người theo dõi, do đó sự việc nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo công chúng. Thủy Bi sinh ra trong một gia đình trí thức tại Hà Nội, có truyền thống làm ngành y. Cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Tuy nhiên, tới tuổi trưởng thành, người đẹp không được khuyến khích đi theo con đường âm nhạc. Để chiều lòng bố mẹ, mỹ nhân sinh năm 1986 từng gác ước mơ trở thành ca sĩ qua một bên và sang Singapore du học. Sau đó, Thủy Bi có con và quyết định làm mẹ đơn thân. Cô cũng từng lập gia đình, song hôn nhân gãy gánh giữa đường. Dù vậy, cô vẫn mạnh mẽ làm chỗ dựa cho hai nhóc tì. Người đẹp đã gác lại đam mê ca hát để tập trung vào kinh doanh, chăm sóc cho các con. Bà mẹ sinh năm 1986 từng chia sẻ, tôi không ngại khó và cũng không sợ vất vả. Việc gì kiếm ra tiền bằng mồ hôi công sức của mình một cách chân chính thì tôi sẽ làm. Sau tất cả, không có một khó khăn nào có thể khiến Thủy Bi gục ngã. Khi các nhóc tì đã cứng cáp, Thủy Bi nung nấu quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật. Cô từng cho ra mắt MV Em Vẫn Yêu Anh vào năm 2016. Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc của người đẹp không mấy khởi sắc. Do vậy, khán giả có thể thấy, ba mẹ hai con cũng chẳng mặn mà đi hát, mà chuyển hướng sang kinh doanh. Thủy Bi tập trung vào công việc và một mình nuôi dưỡng hai con. Dù phải bôn ba gánh vác gia đình, nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng cân đối khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong những livestream mà cô đã đăng tải, khán giả có thể thấy dù không make up cầu kỳ, thậm chí gần như để mặt mộc, Hà Thủy vẫn chiếm trọn cảm tình của công chúng. Người đẹp sở hữu làn da mịn màng, căng bóng, mà điểm nhấn chính là sống mũi cao. Khi bà mẹ trẻ trang điểm để tham dự các sự kiện đã khiến dân tình lóa mắt. Nhiều người nhận xét cô có nét lai tây và thu hút ánh nhìn của người đối diện. Chính vì vậy, đôi lúc mỹ nhân này còn bị nhầm thành hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, nhưng thân hình của Thủy Bi vẫn được xem là khá lý tưởng ở độ tuổi ngóc nghé U40. Bên cạnh đó, phong cách thời trang hiện đại trẻ trung cũng giúp cô ghi điểm mỗi lần lên ảnh hay livestream tương tác với người xem. Trên trang cá nhân, Thủy Bi thường xuyên chia sẻ về công việc, cuộc sống và cách nuôi dạy con. Người đẹp từng tâm sự, cho dù bản thân mình có vất vả, quá khứ có chua chát thế nào, mình cũng sẽ không áp đặt hoàn cảnh số phận của mình lên các con. Khi đã sinh chúng ra là phải nuôi dạy chúng nên người. Dù chưa dàn xếp vụ việc ổn thỏa, nhưng Trần Hạ Thủy đã tuyên bố sẽ cho con gái nghỉ học ở trường quốc tế và cho bé sang Úc hoặc Singapore. Cô cũng thẳng thắn khẳng định bản thân có điều kiện nên sẽ không chấp nhận việc mỗi năm đóng hàng trăm triệu đồng chỉ để nhận về những điều bất công. Thủy Bi nhận được nhiều lời tán thưởng của cư dân mạng bởi không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi. Khán giả có thể thấy rằng cô đã thể hiện bản lĩnh của một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ khi tự tay nuôi dạy hai cô con chú nhỏ. Đối với nhiều người phụ nữ, việc phải tập trung chăm con có thể khiến họ quên đi việc giữ gìn nhan sắc, vóc dáng. Tuy nhiên, dân tình cho rằng dù có bận rộn thế nào, phải đẹp cũng cần phải yêu lấy chính mình. Điển hình như một ca sĩ như Thủy Bi, một mình nuôi hai nhóc tì nhưng cô vẫn dành thời gian để chăm chút cho bản thân. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.